Xin chào mọi người đã ghé xem kênh Thủy Canh Tài Gia của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái vườn rau rau Thủy Canh của mình nha mọi người. Xem hai tuần cây cải xà lách và cải bẻ trắng của mình xem nó phát triển như thế nào nha mọi người. Cái vườn rau Thủy Canh dưới này thì mùa này mà đang trồng mồng tơi nha mọi người, với cải ngọt. Một số cải ngọt này là cũng được 2 tuần rồi đó mọi người. Để dài cho nó mọi người. Dưới đây có một số cải bè trắng mình cũng có trồng nữa. Phát triển rất ok mọi người. Cải bè trắng này cũng khoảng 2 tuần rồi mọi người. Cái này còn mồng tơi nhiều lắm nha mọi người. Con số cải ngọt mình cũng mới đưa lên nè mọi người. Cái này thì một số rau khoảng 2 tuần nha mọi người, khoảng 2 tuần trồng. Để mình lên mái nhà cho mọi người xem cái vườn rau Thủy Canh trên đây nha mọi người. Trên đây còn rau húng quế, rau muống rồi nhiều lắm mọi người. Cái rau húng quế này mình ăn không kịp, nó trổ bông quá trời mọi người. Mấy húng quế này mình tranh thủ mình ăn, mình cắt cái đọt này để cho nó nhảy tược mới nha mọi người, chứ nó ra cái bông mà nó nuôi dinh dưỡng, nó nuôi cái bông á thì cái lá mình sẽ mau già nha mọi người. Nhiều quá mình ăn không kịp cho nó ra bông quá trời. Cái cây bên đây cũng vậy nha mọi người. Số rau muống mới thu hoạch một tuần nay nó lên lại nữa mọi người. Cái vô cái vàng ra Thủy Canh trong đây nha mọi người. Còn một số cải bè trắng mùa cũ nữa mọi người, thu hoạch cũng nhiều lắm rồi mọi người. Số cải bè trắng với cải ngọt mùa cũ. Cái bè trắng này cũng 2 tầng rồi mọi người.
cái này thì mình đang trồng thủy canh tỉnh mà. Nó phát triển vô ok mà. Mấy cái này thì mình đang trồng hồi lâu luôn rồi. Phát triển rất ok. Cái vàng trụ đứng bên đây cũng còn nhiều cái bể trắng nha mọi người. Mấy cây con nó phát triển lên rất là tốt. Mấy cây dịch vụ cũng còn rất nhiều nha mọi người. Nó to to. Hoặc là mình lấy cái lá nặng hơn nay nhiều gặp lắm. Cái giải để trắng đây nè. Phát triển rất ok. Để dài vậy lắm. Cái trụ thủy canh bên đây nè mọi người. Số đất là để trắng nha mọi người. Mình cũng hai tầng rồi đó mọi người. Hai tầng rồi. Cái để trắng này thì cũng khoảng 20 ngày nha mọi người. Cái xà lách này thì mình mới đem lên một tuần. Cái trụ bên đây là được 2 tuần rồi nha. Rất ok mọi người.
cái xà lách này khoảng 3 tới 4 tuần là mình thu hoạch ăn được rồi mọi người. Nói cây cây ngọt này cũng mới hương thêm rồi mọi người. Cái cây ngọt thì những cái cây mình trồng thường xuyên đó mọi người, mình trồng xen vô mấy cái vụ á để mình có mình ăn quanh năm luôn, lúc nào mình cũng có cây ngọt mình ăn. Mấy cây rau dền đây mình trồng ít mà nó quá trời là mọi người, kịp nó đây bắt đầu trổ bông, trồng vài cây thôi là mình ăn cũng hết luôn rồi. Rồng to lắm rồi, để nhiều lắm luôn, to rồi. Cái cây trắng đây là hai tầng. Điểm rất ok này. Cây cái cây trắng này nó phải mát mát luôn. Có cái cây khác, cây chè nó tốt hơn, không cần phải nắng cạn quá là nó bị cháy lá. Cây này nó khoảng 50 cái rọ nha mọi người. Mỗi một rọ mình trồng khoảng 3-4 cây thôi. Nó phát triển rất là ôm tùm. Trồng rất là tốt. Khoảng trồng khoảng 2 tuần nó phát triển nhầm vườn dê được rồi. Tắt bên đây thì mới một tuần thì nó nhỏ hơn mình. Cái cây bị trắng ở trên đây nó sung hơn mấy cây dưới. Trên đây thì dinh dưỡng nó cấp đủ nhiều hơn mấy dưới. Mùa này là mình trồng lách với cà tây trắng nhiều nha. Có hai cái cây trồng ra gần vô tới canh cũng thu hoạch được mấy đợt cho mọi người xem nha. Rồi có mấy đám mưa nó phát triển quá đẹp, chắc mấy đợt rồi. Giờ nó có hơi bông, có bông ra mình cắt chớm để nó trổ bông ra là cái lá nó sẽ nhỏ lại rồi.
ngon rồi. Cái này mình trồng thủy canh nó rất là nhanh ăn nha mọi người, nó sạch này. Cái này nó mọc trong chỗ kiểng mình không chăm sóc thì nó lâu hơn, chứ mình đứng ra ngoài trồng chăm sóc nó phát triển nhanh. Cây bên đây nữa nè, cao dữ lắm rồi, vậy mình vừa hát được. Cái này đem vô làm bắp gỏi ăn rất là ngon, với thịt bò trứng luộc á, rất hấp dẫn luôn. Cái rau muống ở đây cũng còn nhiều dữ lắm nha mọi người. Cắt nhiều đã chứ lắm rồi, này mỏng quá cũng không thu hoạch nên nó cao quá rồi. Mình dăm rất là ít luôn nên nó nhảy mắt luôn. Mình dăm thôi chứ dăm kích nữa là nó đầy hết cái thùng luôn. Nó chưa để mà quá là quá rồi, đây là những cái clip mình ra nó hơi rảng rảng đó mọi người, cũng hơi lâu. Gia đình mình có nhiều người quá mọi người. Gắng sắp xếp thời gian mình quay để chia sẻ cho mọi người cái rau thủy canh đó, trồng những cái loại mới rồi nó như thế nào. Nhiều cái giống, rất là nhiều loại giống mình trồng ổ canh đó. Mình thấy thì mình đang qua mình trồng thủy canh thì nó phát triển rất là tốt nha. Rất ok. Qua cái đợt rau này thì mình sẽ trồng một số loại rau khác nha mọi người. Hãy đón xem mình sang những cái vụ khác gì sau này cho mình trồng rau gì nhé. Thì những cái loại rau này thì mình trồng theo mùa thôi mọi người, mùa nào nó thích hợp loại nào thì mình trồng loại đó thôi mọi người, với mình trồng loại khác thì nó không phát triển không có tốt. Mùa mưa này gần gần tới Tết thì xà lách rồi là nó trồng rất thích hợp cho mình. Nói chung những cái loại rau cải nó rất là mát mẻ hơn. Mát mẻ thì mình trồng quanh năm mình ăn được luôn. Những mùa nắng quá thì còn phải trồng rau cải nhiều nó có tốt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Gặp lại mọi người ở các video sau của mình. Xin chào mọi người.